Vâng, và như vậy là có một trận quyết luôn của cái thủ Tiền Vĩnh Long. Anh đã quá gương mẫu, quá gương mẫu để có thể mang mong muốn có một trận thi đấu may mắn về quân bài cho các cầu thủ bên phía Tây Bình, khi mà dường như quân là một mười một tịt. Việt Nam cũng đã bị phải ra để có thể reset lại máy. Tôm cũng thế, Dũng còn cũng vậy, Gunny cũng thế cả thôi. Các anh cũng đã đều thoát ra ngoài để có thể đỡ đi những trận quân bài quá xấu dành cho bản thân. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi và hy vọng đến với trận thi đấu tiếp theo, các cầu thủ phía Tây Bình, các anh sẽ có trận một quân bài đẹp hơn hẳn để có thể cống hiến cho khán giả, có cống hiến cho khán giả những trận thi đấu sực lửa nhất, mỹ mãn nhất. Và tỷ số bây giờ đang là 2-1 cho các cầu thủ bên phía Hà Nội. Vâng, như vậy là Summerian của cái thủ Việt DM. Tiểu Long cầm gì? Tiểu Long cầm Babylon, Summer Roman, Persian và Babylon là quân các cái thủ bên phía team Hà Nội. Summer Roman, Persian và Babylon là quân các cái thủ bên phía Hà Nội.